Trước việc có 6 trường hợp xuất hiện tình trạng cục máu đông sau khi tiêm vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson, còn gọi tắt là vaccine Janssen, bắt đầu từ ngày hôm qua, nhiều bang của Mỹ đã tạm dừng việc tiêm loại vaccine này theo khuyến nghị của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ. Thông tin từ phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Sáng 13 tháng 4 theo giờ địa phương, Thống đốc bang California, Mỹ đã thông báo tạm dừng việc sử dụng vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson theo khuyến nghị của CDC Mỹ. Hôm nay chúng tôi đã có cuộc họp trực tuyến với tiến sĩ Fauci và nhóm đặc trách, đại diện Nhà Trắng và các thống đốc trên toàn nước Mỹ để nghe báo cáo về khuyến nghị đã được đưa ra chưa đầy 24 giờ qua. Không có gì ngạc nhiên, chúng tôi cùng thống nhất việc rút toàn bộ vaccine của Johnson & Johnson ra khỏi các cơ sở y tế cũng như hệ thống phân phối. Khoảng 8.800 người đã đăng ký tiêm loại vaccine này của ứng dụng MyTurn sẽ được đổi sang tiêm vaccine của Moderna và Pfizer. California nằm trong hàng loạt các bang lớn của Mỹ thông báo tạm dừng việc tiêm vaccine Janssen bắt đầu từ ngày 13 tháng 4, trong đó có Washington, Idaho, Alabama, Wisconsin, Colorado và Nevada. Trước đó cùng ngày, trong một tuyên bố chung, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC và Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Mỹ đã đề xuất tạm ngưng sử dụng vaccine Janssen sau khi 6 phụ nữ dưới 50 tuổi xuất hiện các cục máu đông trong khoảng từ 6 đến 13 ngày tiêm vaccine này. Hiện đã có khoảng 6,8 triệu người dân Mỹ được tiêm vaccine Janssen và hầu hết không có hoặc chỉ có những phản ứng phụ rất nhẹ. Phía nhà sản xuất cho biết là họ đã nhận được thông tin về các ca đông máu, song chưa tìm được mối liên hệ trực tiếp giữa các ca đông máu này với vaccine của mình. Còn theo kế hoạch thì bắt đầu từ ngày mai, Ủy ban tiêm phòng thuộc CDC Mỹ sẽ nhóm họp để cùng thảo luận về vấn đề này. FDA của Mỹ cũng đã bắt đầu điều tra nguyên nhân dẫn đến các ca đông máu. Lê Minh, phóng viên Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.